Chứ mà anh em thì đây là chiếc tàu đực nha anh em. Tàu đực, cái này tàu đực giả cào nha. Dán ghe miền Trung. Cái xà anh tài công anh đang lú đầu và anh dòm. Anh đang định làm gì đây? Mình chờ xem nha. Trên ghe có một cái thúng nha anh em. Chiếc này bề ngang nó khoảng 5m6 đổ lại nha anh em. Chiếc này tàu đực nha, 5m6 đổ lại. Có xài xa, xa cái tời ha. Cabin màu xám. Mấy dáng này nó ghe nó ngắn ngắn anh em ơi. Nhưng mà chiếc này thì nó khoảng 17-18m nha. Chiếc tàu cái nằm đâu mà mình chưa thấy nữa. Tự nhiên thấy chiếc tàu đực rồi. Quay cho các bạn xem nha. Thì con anh làm gì đây? Lú đầu anh dòm rồi. Quay qua lăng nè. Không quay. BV 90519 TS. Rồi anh làm thì tôi quay ra vòng như trời. Đặc biệt lai thái mới chịu nha. Tự nhiên quay ra vòng giờ ông hai. Chiếc tàu cái đâu rồi? Wow, chiếc tàu cái đây. Nó đây, nó đây. Tàu cái bự hơn tàu được chút xíu nha anh em. Tàu cái khoảng 6m4 đổ lại nha. Bề dài của nó thì không dài cho lắm đâu. Khoảng 19m đổ lại à. Cái dáng ghe này nó ngắn đâu có dài nha. Máy cà 38 nha anh em. Hai ống bồ nha. Tàu đực đẩy làm sao? Rồi cái ông cái lú Cần Giờ chạy qua nó trời, chứ ống kính của tôi nó trời đang quay chiếc tàu đực này. Nhanh ha, cái dáng này chạy dữ lắm luôn á. Mình thấy một chiếc ghe sổng nha anh em. Chiếc này nhỏ không có lớn. Hai mắt nha, nhìn đã. Nghề lưới nha anh em, sổng là nghề lưới đấy. Chiếc này bề ngang nó khoảng 3m đổ lại à, bên kia nó có hai cái thúng nữa nha em. Bề ngang nó khoảng 3m đổ lại ha, nó nhỏ không lớn đâu.
trên ghe giờ mình thấy đi 5 người nha. Ôi chuyến này làm nghề lú nha anh em, dán cần giờ ha. Rồi, trước mặt các bạn thì đây là chiếc ghe lưới bao, lưới vây đó các bạn. Bình Định 94586 TS. Ờ, chiếc này sụp rồi nha. Chiếc này khẩm nha anh em. Tới biển số rồi. Đang chỉ hướng vô cảng Vũng Tàu nha. Cái này bề ngang nó của nó khoảng 6m2 đổ lại nha anh em. Bề dài thì mình đoán là nó khoảng cỡ 21m đổ lại nha. Chứ này bự nha anh em. Bự. Ồ, chiếc mũi em nói nha. Nhìn khẩm không lúc biển số luôn. Ngược sáng nha các bạn thông cảm nha, hơi ngược sáng nha. Đó, ngày mai á là gầm rồi ha. Cho nên là mới ảnh vô rồi. Lắp inox xong nha các bạn, quá là inox rồi. Sáu mét mấy bề ngang rồi. Đã bị nóc thấy sợ không? Trước mặt các bạn thì chiếc lưới bao luôn, Bình Định 96631 TS. Chiếc này bề ngang nó khoảng 6 mét đổ lại nha các bạn, 5 mét mấy rồi ha. Bề dài thì nó trên 15 mét rồi. Này mình đoán nó khoảng 17-18 mét ha, chiều dài. Đang chạy hướng về cảng Vũng Tàu. Đó. Cái này đánh lưới nha anh em, đánh lưới. Bề ngang khoảng 4 mét mấy nha anh em. Bề dài thì trên 15 mét ha. Cái này khoảng 18 mét đổ lại nha anh em. 18-17 mét đổ lại, thấy không? Đang chạy hướng về cảng Vũng Tàu nha. Gió quá anh em thông cảm nha anh em. Trước mặt các bạn thì ghe này làm nghề đánh lưới nha các bạn. Lưới. Chiếc này bề ngang nó khoảng 3 mét mấy nha các bạn. 3 mét mấy. Hiện giờ mình thấy có 4 anh ngư phụ ở trên ghe nha. Một anh tài công đang đứng ở trên lái đó các bạn. Cái này chiều dài nó khoảng 10 mét đổ lại nha, 10 mét đổ lại là ngắn á. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, cảm ơn rất là nhiều. Mình sẽ quay những ngành nghề liên quan đến đánh bắt thủy sản ha, hậu cần nghề biển. Nói chung cái gì dưới nước quay hết á. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh nha.